mùi đá mày. Đá mày để như vậy. Được rồi nè. Úi giời mà kêu thế. Chúng kêu đưa lên kia để đổ cho cậu. Đấy, rau sạch nhà chồng. Thấy này thơm. Quá trời luôn. Thơm rất ngon mà. Thơm rất sạch. Gà sạch nhà nuôi luôn. Đúng rồi. Sếp đỡ bao nhiêu tiền gà? Nhà mình hả? Gà nhà đấy. Thế sao thì bữa giờ tao đi mua gà mày thấy gà đầy vườn mà đi mua có được khủng không? Sao mẹ ác rồi. Muốn nuôi nó thì thịt chứ. Ăn đi Kiên, ngồi nuôi vào ăn đấy không? Cán bộ Kiên học lớp mấy rồi? Hơn thằng kia 2 tuổi, hơn thằng này 2 tuổi. Cho to, ơi, to, to hơn bóng vậy. To hơn. Bóng to hơn gì rồi. Bóng to hơn không nhất à? Miếng xỉn không miếng xương rồi đâu. Rồi, ngồi đi. Mình là biết thịt này không giòn này. Cắt này cũng dày quá. Dao nó hơi cồn thì phải thái dày đó. Ăn kiểu Sapa TV nó cũng phải miếng lớn này. Chúc năm mới làm ăn phát đạt 10 năm trước nhé. Đúng rồi, năm nay mọi thứ phải thay đổi đi. Cậu Hiệp cũng thay đổi, lớn rồi cũng phải thay đổi tính cách đi. Người lớn mà tính trẻ con đó.